nay bàn giao nhà của dự án The Grand từ phố Mỹ Hưng Midtown. Ủa? Là sẵn thang máy. Này sẽ vào thêm căn hộ. Chung cư của anh Nguyễn Việt Long là đồng nghiệp của mình, như còn một tay mình. Có một căn hộ cao cấp mà hành lang mở thông thoáng luôn. Hành lang mở nên người ta không dùng điều hòa. Căn hộ này trị giá bao nhiêu Long? Khoảng bao nhiêu? 7 tỷ không? Giá một căn hộ khoảng 7 tỷ. Căn của anh Long là căn A14, 12. Mình phía bên kia. Đây là một căn hộ hoàn thiện cơ bản. Phát hiện toilet. Còn phòng ngủ là view full kính luôn. Quả sao là cái lỗ gì vậy? Cái lỗ này là gì nè? Sàn gỗ Porcelanosa nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha luôn. Ê, phòng ngủ thứ hai giống phòng ngủ thứ nhất luôn. Là view full kính và lát sàn gỗ. Đây là phòng ngủ master. To hơn hai phòng ngủ kia. Cũng view kính luôn, full kính luôn. Phòng này rất nóng này. Này rất nóng, rất rộng luôn. Đây là toilet và một tấm đằng luôn. Wow. Đây là thiện toilet này. Mình quay khao tờ phòng nhưng mà sâu nít sâu hay luôn. Đang ba phòng ngủ là có khu vực dành riêng cho gia nhân luôn. Máy giặt, máy giặt đồ. Đây là phòng ngủ của người giúp việc này. Gia nhân người giúp việc. Hơi tối. Không có cửa sổ. Không cửa sổ, giữ chặt chẽ được rồi. Cầm đỡ ngủ thôi này. Có toilet riêng cho người giúp việc luôn. Cái toilet riêng cho người giúp việc của này. Không có gương. Không có gương, có toilet. Quá. Đơn giản thôi. Đó, cái này có gương. Em nghĩ là nó không có đâu anh. Nó này có ấy. Khu này là khu phòng giặt. Nó có phòng cho người giúp việc. Là toilet riêng cho người giúp việc luôn. Cũng gần đấy. Rộng rồi. Như xuống cái cỏ kia. Nó rộng để ba phòng ngủ, giá nằm khoảng sắp xỉ 1-7 tỷ. Đây là view ban công, công nhìn ra nhìn thấy vào khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đây là rạch Ca Cấm này. Đây là dự án Infinity của Kepler. Đây là dự án Midtown 18. The Beat. Tổ hợp The Beat thuộc khu tổ hợp Midtown của Mỹ Hưng. Chung cư dày mặt bên sang sát. Rất rộng, sử dụng gạch Tây Ban Nha và inox.
1 triệu đồng. Can't hold you.